và trong cái hiện tượng loãng xương xảy ra ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì người ta cũng thấy rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng như lúc nãy chúng ta chia sẻ thứ nhất là các yếu tố các cái thành các cái trung gian viêm của các cái do các cái tế bào viêm sản xuất cái thứ hai là do sự sử dụng corticoid thường quy ở các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rồi ngoài ra đó là các yếu tố như là hút thuốc lá, như là giảm vận động, như là với tình trạng thiếu vitamin D. Đấy là các yếu tố mà trước đây người ta đã cho rằng nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái 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 hiện tượng loãng xương và uh, <laughs> và chính vì thế thì ở tại cái cơ sở của chúng em hiện nay mỗi một khoa à, xin lỗi tại khoa hô hấp thì cũng chứa một cái lượng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là lượng bệnh nhân chủ yếu và chúng em đã quan tâm tới cái, cái tình trạng loãng xương này và đồng thời ở đó thì cũng đã triển khai cái phương pháp đo mật độ xương bằng cái phương pháp đề xa À, nó có một cái giá trị uh, chẩn đoán tốt. Vì vậy mà chúng em thực hiện cái nghiên cứu này với cái mục tiêu là tìm cái đặc điểm của mật độ xương ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. À, cái nghiên cứu của chúng em được thực hiện uh, ở trên 103 đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chẩn đoán theo GOL 2017 và được đo mật độ xương bằng phương pháp đề xa ở tại cổ sống thắt lưng và cổ xương đùi. Đánh giá mật độ xương theo cái tiêu chuẩn loãng xương của Tổ chức Tế Thế Giới. Và trong nghiên cứu này thì chúng em cũng loại ra khỏi nghiên cứu là các bệnh nhân có các cái bệnh lý liên quan đến chuyển hóa của xương như là cường giáp trạng, cường cận giáp, rồi các bệnh nhân có cắt bỏ buồng trứng v.v. Và thời gian nghiên cứu trong năm 2017-2018 cái nghiên cứu này chúng em quan tâm tới cái đặc điểm mật độ xương và cái mối liên quan giữa đặc điểm của mật độ xương với một số những cái yếu tố khác như là tuổi, tình trạng giới, thời gian mắc bệnh, rồi chỉ số khối cơ thể, rồi mức độ tiêu thụ thuốc lá, số đợt cấp trong 12 tháng vừa, vừa qua. À, kết quả nghiên cứu của chúng em thì đã cho thấy về cái đặc điểm phân bố tuổi ở trong một đối tượng nghiên cứu này và giới thì chúng em thấy rằng là tuổi của đối tượng nghiên cứu tương đối là ca bởi vì cái bệnh viện của chúng em là bệnh viện trung ương thì nó cũng thu thập chủ yếu là các cái bệnh nhân ở tuyến sau cho nên là thông thường là các cái bệnh nhân đã bị nặng rồi họ vào đó cho nên tuổi trung bình cũng cao và nhóm tuổi thường gặp nhất là tuổi từ 70 đến 80 tuổi Và ở đây tỷ lệ nam nữ cũng như các cái nghiên cứu về bệnh phổ tắc nghẽn mãn tính Thì nam cũng cao hơn rất nhiều so với nữ giới Về cái mật độ xương ở đo ở tại cổ xương đùi và ở vị trí cuộc sống thắt lưng và tính chung ra thì chúng em thấy rằng là tình trạng loãng xương chiếm với tỷ lệ cao trên 50% tới 51,3% của các bệnh nhân bệnh phổ tắc nghẽn mãn tính. Và về vấn đề liên quan với lại nhóm tuổi thì chúng em thấy rằng là ở tất cả các cái vị trí đo mật độ xương như là cổ xương đùi hay cổ sống thắt lưng thì chúng em thấy cái ở độ tuổi càng cao thì cái mật độ xương đều giảm và cái tình trạng có hiện tượng loãng xương chiếm với tỷ lệ càng cao dần theo với lứa tuổi thì cái điều này nó cũng có cái sự tuân thủ theo cái đúng cái hướng về tình trạng lãng xương tăng theo tuổi thôi nó chưa có phản ánh gì nhiều so với lại cái tình trạng bệnh ờ, nó được thể hiện chủ yếu là qua các cái vấn đề tính chất bệnh lý của bệnh phổi tăng nhẹ mãn tính ở các cái kết quả phía sau còn về vấn đề liên quan với giới tính thì ở nghiên cứu này chúng tôi thấy có một cái sự đặc biệt Vì thông thường chúng ta thấy rằng là ở phụ nữ thì cái tỷ lệ loãng xương hoặc tiến triển của loãng xương nó sẽ cao hơn so với nam giới trong một số công trình nghiên cứu khác nhưng nghiên cứu này của chúng tôi thì lại thấy không có cái sự khác biệt về cái tỷ lệ loãng xương giữa nam và nữ và chúng tôi cho rằng có thể là ở trong cái đối tượng nghiên cứu của chúng tôi thì cái ngoài cái tình trạng gọi là tuổi tác ảnh hưởng đến tình trạng loãng xương thì cái vấn đề đối tượng này là đối tượng có hút thuốc lá đối tượng hút thuốc lá thì làm cho cái mà tỷ lệ bệnh nhân nam giới lại cao cho nên rằng là cái tình trạng loãng xương ở nam giới trong cái nghiên cứu này cao không có khác biệt gì so với lại nữ giới Và về vấn đề liên quan với lại chỉ số khối cơ thể thì ở đây chúng tôi cũng thấy rằng là ở các bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính mà gầy thì cái mật độ xương hay tình trạng loãng xương cũng có xảy ra với một cái tỷ lệ cao và đối với liên quan loãng xương với tình trạng sử dụng thuốc lá thì chúng tôi cũng thấy rõ ràng rằng ở những bệnh nhân mà có sử dụng thuốc lá với cái mức độ trung bình là trên 30 bao năm thì cái tỷ lệ loãng xương cao hơn so với những nhóm bệnh nhân hút thuốc lá ở cái mức độ thấp 20 29 hoặc là dưới 19 bao năm. Cái điều này cũng có thể giải thích thông qua những cái trước đây chúng ta đã có những cái công trình nghiên cứu đánh giá về bệnh, về, về thuốc lá ảnh hưởng tới uh, cái chuyển hóa ở tại xương ra làm sao, sự uh, thoái hóa xương ra làm sao thì trong cái nghiên cứu này chúng tôi cũng thấy rõ một cái nổi bật đây là ở các bệnh nhân có hút thuốc lá với cái mức cao thì cái tình trạng tỷ lệ uh, lãng xương cũng cao hơn. Và tiếp theo đó là các cái mối liên quan giữa tình trạng loãng xương với lại cái thời gian mắc bệnh thì ở đây trong nghiên cứu này của chúng tôi thì không thấy có cái sự rõ ràng cái mối liên quan này. Tuy nhiên là có lẽ là do cái sự phân bố trong nghiên cứu là chia ra mới cái thang bậc dưới 5 năm, từ 5 đến 10 năm và trên 11 năm thì nó có thể là chưa phù hợp. Tuy nhiên ở đây thì tuy không có cái sự khác biệt nhưng lại thấy ở cái đối tượng mà từ tiến triển từ 5 tới 10 năm cũng có một cái tỷ lệ bệnh nhân bị loãng xương cao hơn là cái nhóm bệnh nhân mới mắc dưới 5 năm. Và đặc biệt liên quan với lại cái số đợt cấp trong 12 tháng vừa qua thì chúng tôi cũng chia ra với mức là trên hai đợt và dưới hai đợt cấp trong một năm. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là tình trạng loãng xương cũng có cái tỷ lệ cao hơn ở những bệnh nhân có cái số đợt cấp trong một năm trên hai đợt và với tình trạng sử dụng các cái quỹ kéo dài thì ở đây đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có những cái quy ước nói về tình trạng sử dụng các cái quỹ kéo dài đó là những bệnh nhân được uh, tiêm solumeron hoặc là được uống medrol chúng tôi thì không sử dụng prednisolone uh, có hai cái loại đấy nếu như một bệnh nhân được gọi là được sử dụng liên tục 3 tháng và trong mỗi một tháng ít nhất là 14 ngày thì chúng tôi được cho đó là những trường hợp có sử dụng corticoid kéo dài. Thì trong đối tượng nghiên cứu của chúng tôi thì cũng thấy có cái tình trạng những bệnh nhân sử dụng corticoid kéo dài thì cái tỷ lệ loãng xương cao hơn so với những cái bệnh nhân không có sử dụng corticoid kéo dài. <laughs> và uh, khi đánh giá so sánh với lại cái sự tắc nghẽn của đường thở với mức độ tắc nghẽn đường thở thì chúng tôi hoàn toàn không thấy có sự uh, liên quan nào cả dù rằng là bệnh nhân có tắc nghẽn nặng hay nhẹ hay trung bình. Mình tôi xin nhắc lại bác có viên hết giờ rồi. Dạ. Và vâng, nhanh ha. Và, và tiếp theo chúng tôi xin có một cái bảng kết quả cuối cùng đó là sự liên quan với lại uh, phân loại thì cũng ở đây cái tình trạng loãng xương không cũng không có cái sự khác biệt so với các loại của COVID và thông qua đó thì chúng tôi xin kết luận như sau với những cái với nghiên cứu 103 bệnh nhân bệnh phổi tăng nhân mạng tính thì cái tỷ lệ loãng xương ở tại cổ sống thắt lưng cổ xương đùi thì chiếm tới 50 trên 50% và loãng xương thì có liên quan với độ tuổi, với mức độ hút thuốc lá, với chỉ số khối cơ thể và số đợt cấp ừ. trong một năm và đặc biệt là với tình trạng sử dụng các tiêu kéo dài à, xin phép uh, báo cáo hết và xin cảm ơn chủ đạo đoàn và quý vị là. cảm ơn uh, tất cả phó uh, giáo sĩ phạm kim cũng như các quý vị có ai có hỏi gì thêm ạ? vâng dạ, mời anh. Hay không? có đánh giá về cả cái cọc tiêu huyết đường hít hay không? tại vì CBD là mình sẽ dùng cọc tiêu huyết đường hít là chính mà chứ mình đâu có thường xuyên dùng cái cọc tiêu huyết toàn thân như vậy. Và cái đầu tiên, cái thứ hai nữa là cái thời gian từ khi bệnh nhân bị cho đến cái lúc đó chị thấy nó không có khác biệt gì trong quá trình chị đánh giá cái loãng xương đó. vậy thì chỉ khuyến cáo khi nào thì nên đo các loãng xương cho bệnh nhân CBD đi để mình có quyết định can thiệp cho bệnh nhân được hay không? vâng, dạ, xin báo cáo cảm ơn cái ý kiến của bạn ở đây thì chúng tôi trong cái nghiên cứu này ấy, thì thực sự là không đề cập tới cái corticoid quyết dạng hít bởi vì rằng là cái cái vấn đề mà xác định liều của họ thực ra là mặc dù là thứ nhất là cái đối tượng này là đối tượng hầu như của chúng tôi là thực sự là cái tuyến mà bệnh nhân không cái khả năng tuân thủ của họ rất là kém hầu như là bệnh nhân uh, do đây là cái lựa chọn cái đối tượng nó đồng đều về cái sử dụng các đi kéo dài thì cũng rất là, là, là khó khăn uh, rất là khó để đo được cái mức chuẩn là họ làm bao nhiêu họ xịt bao nhiêu họ có tuân thủ bao nhiêu không thì về vấn đề nghiên cứu nó cũng rất là khó để mà lựa chọn được cái đối tượng như thế rồi đưa ra các khuyến cáo vì vậy và chúng tôi mới chỉ uh, đưa ra được các cái vấn đề về sử dụng corticoid theo đường toàn thân bởi vì thực chất là tuy chúng ta vẫn khuyến cáo cho bệnh nhân sử dụng con đường xịt và hít thế nhưng mà đối tượng bệnh nhân của chúng tôi thì lại là đối tượng sử dụng corticoid tự do rất là nhiều và đấy cũng là một trong cái cái để thông qua đó chúng tôi đưa ra cái khuyến cáo cho bệnh nhân sử dụng thuốc và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái thời điểm mà bệnh nhân bị đo à xin lỗi được xác định là 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 đo nên đo mật độ xương vào cái thời điểm nào? Thì trong nghiên cứu này của chúng tôi thì tôi thấy rằng là tuy giữa thời gian mắc bệnh với lại cái thời điểm chúng tôi làm để nghiên cứu ấy, thì đánh giá rằng là ở cái mức độ trên 5 năm, từ 5, à, xin lỗi dưới 5 năm, từ 5 đến 10 năm để chúng tôi xác định là mật độ xương nó Uh, cái cái loãng xương nó ở cái nhóm nào thì ở đây chúng tôi thấy rằng là ở cái nhóm từ 5 năm cho đến 10 năm thì cái tỷ lệ loãng xương là cao tuy nhiên rằng là cái thời điểm khởi phát loãng xương là ở thời điểm nào thì ở đây chúng tôi cũng chưa thực hiện được cái công trình nghiên cứu đó cho nên rằng là cũng chưa đưa được ra cái khuyến cáo nào là khuyến cáo thời gian nào là thời gian tiếp tục và chỉ có thể là từ cái tìm hiểu về cái mối liên quan này thì mới đưa ra được một số những cái khuyến cáo ví dụ như là về vấn đề kiểm soát đợt uh, bùng phát ra làm sao tình trạng hút thuốc lá và cái việc đặc biệt là cái việc sử dụng các tiêu ít ở trong dân tuy họ không có theo cái hướng dẫn của bác sĩ và đấy là các một số như ý kiến cảm, cảm ơn uh, phó giáo sư tiến sĩ phạm kim ly